Con chú này, cái phần hình hôm nay ấy thì nó rất là dễ, bởi vì là các con đã học từ lớp 5 hết rồi. Được chưa nào? Một thử ruộng hình chiều dài nhá. Câu A là chu vi diện tích à? Trời ơi, chu vi nó là 20 cộng với 18 nhân với 2 là nó bằng 70, 76 cm. Diện tích ở đây nó là bao nhiêu? Diện tích ở đây nó là bao nhiêu? Diện tích nó sẽ là bằng 20 nhân với 18 là bằng mấy nhỉ? 36 à? 360 mét vuông à? Đơn vị là mét là mét 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 vuông. Câu B này. Câu B này là số thóc thu hoạch được. Được chưa? Số thóc thu hoạch được. Số thóc thu hoạch được ở đây nó sẽ là bằng 2 nhân với lại là 360 bằng 720 kg. Có đúng không? Nó sẽ thu được là 720 kg. Vậy thì tiếp theo đây là cái số tiền nó là bao nhiêu? Số tiền ở đây nó là bao nhiêu nhỉ? Số tiền ở đây ấy nó sẽ là bằng 1 kg là 6.000 đồng. 6.000 đồng nhân với 720 bằng bằng bao nhiêu? 4 triệu mấy? 4 triệu 320 nghìn đồng. Đấy, các con thấy chưa? Làm 360 mét vuông được. À đúng nhỉ? Được rồi. Tóm lại là thóc ấy 4 triệu 320 nghìn, trong cái đó là công này, phân bón này. Đúng không nào? Công cấy, công cắt rồi làm ruộng, làm cỏ rồi tiền phân bón rồi phơi phong thì nó mới được từng ấy tiền, nó rất mất rất nhiều công sức. Thế đây là làm nông nghiệp nó rất là vất. Sao? Một khu đất thì ABCD như hình bên có chiều dài là bằng mấy? Chiều dài là 12 à? Cả hai diện tích đều là 48 rồi ạ. Người ta trồng hoa khu vực hình bình hành A, M, C, Trồng hoa là 2 triệu 4, trồng hoa là 2 triệu 4, N. cỏ là 1 triệu 900. Câu A này, S hoa, nó có phải là bằng S của cái gì? A, M, C, đúng không? Đúng không? Thì nó bằng chiều cao nhân với cạnh đáy tương ứng 8 x 6 bằng 48, đơn vị là mét vuông. Tiếp theo, diện tích ở trồng cỏ đúng không? Ta có là S của ABCD. Nó bằng 8 x 12 là bằng 96 mét vuông không? Thế bây giờ S cỏ đây này, nó sẽ bằng 96 trừ đi 48 là bằng 48. Đúng không? Tiền công để trả cho mỗi một viên trung hoa lên đầu. Câu B này, số tiền công chúng ta có thể làm gộp nhé. Ở tiểu học chúng ta không làm gộp, nhưng ở cấp 2 chúng ta có thể làm gộp. Nhưng ở đây thầy sẽ làm bằng bài phép tính. Số tiền công trồng hoa nó sẽ là hoa là bao nhiêu? Là 50.000 đồng đúng không? 48 mét nhân với 50.000 đồng bằng bao nhiêu trang em nhỉ? 48 mà nhân với 50.000 đồng mấy? 2 triệu 400 nghìn đồng. Sao lại cả hai lại số tiền khác nhau mà con? Số tiền trồng cỏ là 3 triệu 920 nghìn. 48 nhân với mấy? 48 nhân 40 nghìn. 40.000. Xong rồi cho người Đúng không mấy? 1 triệu 920 nghìn. 1 triệu 920 nghìn. Về tổng số tiền đúng không? Tổng số tiền công cần trả. Tổng số tiền công là nó là bao nhiêu? 2 triệu 400 cộng với
1.920.000 đồng. Bằng bao nhiêu? 4.320.000. Được chưa? 4.320.000 đồng. Ta có nè. Mô tả các cạnh và đường chéo. Các cạnh của hình thoi. Đây là các đặc điểm của nó đấy. Đó. Ví dụ đặc điểm của Mai Trang là như thế nào? Ví dụ chẳng hạn như buổi sáng ngủ tầm khoảng 10 giờ mới dậy là đặc điểm đúng không? Đặc điểm ngủ đến 10 giờ mới dậy, đặc điểm đặc trưng luôn. Đặc điểm hình thoi nào? Ở đây các bạn chú ý sao, nói vui thôi, 10 giờ dậy sao mà đi học được? Là AB nó bằng BC nó bằng CD và nó bằng DA. Còn đường chéo thì sao? Hai đường chéo bằng nhau. Hai đường chéo vuông góc với nhau. Đó, vuông góc với nhau. Được, cân nhau tại trung điểm. Nó vuông góc với nhau tại trung điểm. Đấy chưa nào? Đấy, cái đặc điểm của nó là như thế. Ok chưa? Nào bây giờ ta có này, sự tích này chia ra thôi. Nào bây giờ thầy chia cho này. Đây là một tam giác này, đây này. Đây là H đi. Đúng không? Thì là S1. Đây là S2. Thì S1 ở đây nó bằng bao nhiêu? Nó bằng AE. S1 ở đây nó bằng AE này. Nhân với lại là E đi. Nó bằng AE là 120 nhân với 60 là bằng 7200 cm². Đúng không? S2 đây của chúng ta nó bằng cái cạnh đây. Cạnh đây thì có phải là bằng CH 1/2 nhân với CH 1/2 nhân với CH và nhân với HB chưa? Nó bằng 1/2 nhân với mấy? CH là mấy nhỉ? CH ở đây thì nó là bao nhiêu? 1/2 nhân với CH nào. CH là bằng 120 trừ đi 40 là bằng 80. Nhân với HB là bằng 200 trừ đi 60 là 140. Là bằng 5600. Sẽ đi vô. Vậy thì bây giờ S của chúng ta nó sẽ bằng mấy? 1200 cộng với 5600 à? À 7200 à? Cộng 56 bằng bao nhiêu em? Đúng chưa? Dễ không cả lớp? Chu vi và diện tích đúng không? Chu vi là ở bên ngoài. Nào, A này, B này, C này, D này, E này, F, G, H. Đúng không? Chu vi đúng không? Chu vi này. AB bằng mấy? Giờ thật có nó sẽ là bằng AB nhá. AB bằng mấy nào? AB sẽ bằng 7 - 2 + 6. Chị ơi. 7 + 6 - đi 2 là bằng 11 chưa? 11 chưa? Cộng với 2 cộng với 2. Cộng với 2 + 2 cộng với 3. Cộng với lại là 5. Cộng với 5 với 3. 5 7 3 6. Đúng không? Vâng. 6 + 7. Cộng cái thằng này ấy, thằng này nó sẽ bằng bao nhiêu? Thằng này nó sẽ bằng bao nhiêu? 6, thằng 5 cộng với 2 bằng 7 đúng không? 5 cộng 2 bằng 7. 7 trừ 3. Đúng không? Cộng với 4. Đúng chưa nào? Thằng này bằng 4 này. Đúng không nào? 4 cộng 3 bằng 7 chưa? 5 cộng 2 bằng 7 chưa? À 11 11. Vậy thì chu vi bằng mấy? Chu vi bằng mấy em Trang Như? 40 đúng không? Rồi, 40 đơn vị là mét. Sự tích ở đây này. Thằng này một hình này. Đúng không? Hai hình. S1, S2 và S3. Thì bây giờ S1 này nó bằng bao nhiêu? S1 ở đây nó sẽ bằng 6 x 4 là 24 mét vuông. S2 nó sẽ là bằng 2 nhân mấy?
Cái này mấy? Cái này là thằng này bằng 2 đúng không? 2 nhân với 11. 11 trừ 6 là còn mấy? Thằng này bằng 6 này, thằng này bằng 5 này. Đúng không? 2 nhân 5 bằng 10 mét vuông. Tiếp theo là S3 ở đây. S3 ở đây nó bằng bao nhiêu? S3 ở đây thì nó sẽ là bằng 5 nhân 7. Bằng 35 mét vuông. Vậy thì diện tích của nó sẽ là bằng 24 cộng với 10 cộng với 35. Thằng này bằng 69 mét vuông. Đứng trước lớp. Có dễ không? Bạn Nguyễn Phương An Khang, ok. Vậy thì ở đây các bạn lưu như sau. Ta có này. Cái hình thang của chúng ta đúng không? Hình thang đây. Hình thang là ABCD đây. AB, C và D. Thì trung bình cộng của hai đáy là bằng mấy? 34, tức là AB cộng với CD chia cho 2 là bằng 34. Đơn vị là gì? 34 mét. Được chưa? Thằng này nó là bằng 34 mét. Đúng của lớp. Vậy thì bây giờ với cái nội dung của nó bằng 34 mét thì cái đặc điểm của nó sẽ làm sao? 34 mét này. Bây giờ khi tăng đáy bé lên 12, đây là E 12, thì cái diện tích nó tăng lên ở đây, S nó tăng lên, nó bằng mấy? 114 mét vuông. Được chưa nào? Đây, chiều cao AH. Thì ta gọi là S tăng ở đây này, nó sẽ là bằng S của cái thằng CBE chưa? 1 phần 2 nhân với lại là AH. Nhân với cái gì? Nhân với BE chưa? Nó bằng mấy? 114 à? Đơn vị là mét vuông. Vậy thì bây giờ có phải là 1 phần 2 nhân với AH nhân với mấy? 12 bằng 114 mét vuông không? Có đúng không? Vậy thì bây giờ có phải là 6 nhân với AH nó bằng 114 mét vuông. Vậy thì bây giờ AH ở đây nó sẽ bằng 114 chia 6. 19. 19 mét. 19. Vậy thì bây giờ S của ABCD nó sẽ là bằng 34 trung bình cộng hai đáy nhân chiều cao. Nó sẽ là bằng AB cộng với CD chia cho 2 nhân với AH. Được chưa? Vậy thì nó sẽ là bằng mấy? 34 nhân lên 19 được mấy? 646 đơn vị là gì? Được chưa? Đúng chưa cả lớp? Bây giờ có này. Hình chu vi đúng không? Chu vi này. Bây giờ có phải là HG nó bằng với lại thằng này không? Vậy thì bây giờ AB cộng với lại là EF bằng mấy? Hai thằng này nó bằng mấy? Nó bằng 11. Bởi vì thằng này bằng 14. Đúng không? Chu vi ở đây này. Nó bằng nhá, AB cộng với lại là EF. Đúng nào? Là hai thằng này cộng nhau bằng 11 này. Cộng với 3 cộng với 2 cộng 3. Đúng không? Cộng tiếp với lại là FG là bằng 8 cộng với 15 cộng 8 bằng bao nhiêu thằng nhân? Đúng mấy? À? 50 à? Diện tích này. Diện tích thì bây giờ các bạn tính rất đơn giản như sau. Chúng ta có như sau này. Là S của ABCD A F G H này nó sẽ bằng 8 nhân với lại là 15 là bằng 120 cm vuông này. Có đúng không? Thế bây giờ diện tích của cái hình thang này. Hình thang cái thằng này bằng 4 này thì S của cái thằng BCDE S của cái thằng BCDE ở đây nó sẽ là bằng trung bình cộng hai đáy nhân chiều cao, tức là 2 cộng 4 trên 2 nhân 4 là bằng mấy? 12 cm vuông. Vậy thì diện tích của chúng ta nó sẽ bằng bao nhiêu? 120 trừ đi 12 bằng 100 mấy? 108 cm vuông. Được chưa? Đó.